Tất cả mọi người thì ngày hôm nay đã là 27 Tết rồi. Không biết mọi người cũng có hoạt động gì hay là kế hoạch gì cho năm nay chưa? Gia đình Mina năm nào cũng đón Tết ở ngoài Hà Nội, mà rất tiếc là năm nay là không được ra Hà Nội đón Tết cùng nhà nội này, không được về quê ăn cỗ. Và bạn này khóc một trận khi nghe thông báo là năm nay mình sẽ không về Hà Nội ăn Tết. Thì quả thực là năm đầu tiên mà nhà mình sẽ không về Hà Nội ăn Tết, vì năm nào thì ra cả một năm đã ở Sài Gòn, dành rất nhiều thời gian để làm việc vất vả này, rồi đi học này, thì cũng chỉ chờ là Tết sẽ được về đoàn tụ với cả nhà. Tuy nhiên rằng là năm nay thì mọi kế hoạch đã bị bể hết, vé máy bay thì phải hủy, khách sạn cũng phải hủy. Và Mina thì cũng là một người mà rất là yêu Tết, lúc nào cũng chỉ ngóng chờ được để về Hà Nội. Kiểu cũng hơi lạ ấy. Chứ đáng nhẽ ra kiểu những năm khác ấy, giờ này là mọi người cũng đang kiểu dọn nhà rồi các kiểu để háo hức về Hà Nội, mọi người cũng đang đồ đạc này. Tại mấy ngày hôm nay là ngày nào là Mina cũng hỏi là ôi mấy ngày nữa thì đếm ngược ấy, mấy ngày nữa thì con được về Hà Nội. Mẹ bảo là khoảng một tuần nữa thôi, ngày nào cũng đến. Thì là cái sự háo hức rất kiểu là lớn. Năm nào cũng đếm ấy, xong kiểu đi nhà chùa, xong rồi kiểu được về, kiểu cảm giác nó lạ lắm. Ở trong Nam không được kiểu khí lạnh ấy, không được mặc áo phao, đi đếm ngược. Tết thì kiểu là lúc mà mọi người đoàn tụ với nhau ấy, chứ kiểu nó lạ lắm. Một năm chỉ có một lần thôi để được hưởng giao thừa của Tết và khí lạnh, rồi về Hà Nội rồi được hồi năm nào cũng được đi xem hoa đào này, rồi hoa xong rồi được mua mứt này, nhưng mà cũng vui là được trải nghiệm một kiểu đón Tết ở một nơi khác, không phải Hà Nội nữa. Tại vì nhưng mà kiểu năm nào cũng thấy ý nghĩa nhất là được đón Tết ở bên gia đình. Nhưng mà mặc dù là từ 9 năm rồi đón Tết tại Hà Nội, nhưng mà năm thứ 10 đúng không? Đúng rồi, năm bắt đầu năm nay tròn 10 tuổi này. Đúng rồi. Không sao con ạ, nghĩ tích cực đi. Năm nay mình sẽ có những cái trải nghiệm mới. Nghĩ là năm nay sẽ rất nhiều người cùng hoàn cảnh với mình đấy. Không phải một mình đâu, đúng không? Bây giờ tạm thời bỏ đó. Qua những thứ buồn đi rồi. Câu thứ hai này là hỏi Misu này. Misu phải chuẩn bị trả lời à? Misu thích ăn Tết ở đâu? Em thích ăn Tết ở Nam Định. Nam Định. Cái con thích nhất là Tết ở điều gì? Con thích nhất là gói bánh chưng. Wow. Con quên một cái còn vui hơn gói bánh chưng này. Là ly gì? Tiền ly xì. Đúng rồi. Con thích à? Wow. Thích à? Thích. Thế. Tiếp nha. Điều tốt nhất đã xảy ra với bạn Mina trước đi. Điều tốt nhất đối với con trong năm vừa rồi là gì? Ai Không, từ Khoan. Là đạt giải của AIS Got Talent. Được cúp. Được rồi, để như này. Đâu, như này mới đúng. Được. Đấy. Mina bảo là năm nay là năm đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà con tham gia một cái gì đó mà con được giải. Đấy. Cho nên là nói cái là Mina đã nhớ ngay ra, và chính là mẹ chưa kịp nhớ ra là cái điều vui nhất của con trong năm vừa rồi là gì. Đúng không? Cái vui nhất của Su là gì nhỉ? Năm vừa rồi điều vui nhất của con là gì? Được gãy răng. Cái đó gì đáng vui mà gãy răng thì lại có gì đáng vui nhỉ? Con nhỉ? Chú nhớ không? Mẹ biết. Trường mới đúng không? Trường mới. Có bạn mới đúng không? Bạn gì? Upin Ipin à? Ben Bill. Ben Bill. Bạn Ben và bạn Bill à? Sao con viết thư bạn hả? Viết thư đó. Thư con chưa gửi đấy. Hay là đọc cho mọi người nghe thư con viết cho các bạn không? Mang nhanh lên. Ok, lấy nhanh lên. Ồ. Ba. Không sao, từ từ mẹ đợi. Từ từ mẹ đợi. Hôm qua con
qua là ngồi là đọc đọc cho em viết thư. Hai bạn sinh đôi học cùng lớp đấy, mỗi bạn viết một thư, nó không cho viết chung. À. Câu đầu tiên là Dear Ben and Bill, I love you. Thì đã đọc buồn cười lắm. Buồn cười lắm, phải đọc bức thư này mới được. May mà nó cho xem đấy. Không phải, tưởng tượng đi. Anh lên mà xem nào. Để thứ hai. Hai người mỗi người một đấy. Được rồi, chị đọc. Ôi, để mẹ đọc cho. Ở đấy để chị đọc một cái mẹ. Ờ, bố đọc cơ. Là bố. Mẹ không có phần, là mẹ là người viết mà. Mina đọc trước. Bắt trước tay gấp. Nào, Mina đọc trước thư của Misu cho bạn. Dear Bill, I wish you play with me always. When I come to school, I give you stickers to you always. I can play with you always. Bố đọc cái kia đi. Cái này okay. Là cho bạn Bill. Còn bạn kia là cho bạn Ben. Là okay, bạn đây. Anh em sinh đôi. Thôi đây để con đọc. Đây con đọc với. Con ra đây. Ok. Dear Ben, Ben, I'm so happy to meet you. I want to study with you forever. You are so handsome. Đừng có cười. Hay quá. Ai mà Su biết hay quá. Cô ấy làm với trẻ nó ngại đi. Ok. Con cũng bị thế vì okay. Bố mẹ đấy. Nhưng okay. Mà con đừng ghi thế này, em vẫn vui này. Đúng rồi, em vẫn vui này. Do cách mình đón nhận thôi. Đúng rồi. I'm proud of you, Misu. I'm proud of you. Ok. I'm so happy to meet you, so handsome, đúng không? Đúng rồi. Handsome. I'm gonna play with you forever. Do you see Misu beautiful? Which when you see me beautiful, I will play with you. Ah, Misu, chữ U, có thành chữ V, chữ S viết ngược. Không, cảm đấy ơn. Là phong cách của em đó. Phong cách của em đó. Không, như cái này là Misu nói cho mẹ biết à, Su? Bây giờ Su nói lại về Ben, Su nói như nào? Su đọc lúc đấy thôi, làm sao Su nhớ được? Bố hỏi một câu hỏi thực sự là cho con đi vào đường cùng ấy. Là sao hai bức thư mà bây giờ bảo con lại đọc lại. Ok, đây, để dán vào. Ok rồi. Su hay quá, cả nhà vỗ tay cho Su nào. Thư của Su thật là tuyệt vời. Mẹ nghĩ các bạn sẽ khóc luôn khi nhận bức thư này. Câu hỏi cuối cùng xong mình sẽ chơi quick game. Trong năm 2021 đi, bạn có một cái goal gì không? Ok, cái đích của bố sang năm sẽ là đưa Mina đi vào học nhạc viện. Yeah. Đúng rồi. Yes. Con tưởng của bố là bố được cái gì đấy về goal. Gôn thì bố sẽ được rồi. Rồi, tiếp theo này. Cái đích của con năm sau là đánh gôn to hơn năm nay. Nhỏ hơn 40. Cái thứ hai của con này cũng là về sport luôn. Đó chính là đặt PB phải bé hơn 1 phút. Ok, 1 phút cho 100 mét à? Mình nên có một cái gì mà nó có ý nghĩa cho bản thân và cho... Không, bố thấy ý nghĩa mà. Đúng rồi, sport rất là tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Chỉ là một phần thôi. Rất là healthy. Mình là cô kia, mình sport này, mình music. Ok, high five. Yeah. Thế thì con, tại sao? Mục đích của con năm sau là gì? Đúng không? Đúng rồi. Ủa, bây giờ con thích đi resort. Thích thể trang mà. Trời ơi. À, thích ước mơ đó. Để lớp mẹ đấy. Mục tiêu năm sau của mẹ này. Thôi, mẹ nghĩ là không... Mẹ phải nói để cho bố mẹ, bố với Mina biết chứ. Con hiểu rồi. Thôi. Con nhớ rồi, con sẽ keep secret cho mẹ. Ok, đó thì bây giờ mẹ nghĩ là thà là mọi người không biết và mình làm cho mọi người bất ngờ còn hơn là mình mẹ ra những con đúng không? Mở rạp đi. I'm sorry for eating, but eating what I do. I wanna be thin, but it's not more important than my food, đúng không? Đây bây giờ đến cái gì con? Bốc thăm chế độ. Bốc thăm á? Bốc thăm chế độ. Bốc thăm chế độ xong sao? Bốc thăm chế độ. Đây ok, bố bốc một cái. Lại bốc lại. À, đấy con cầm đi, Su cầm thôi. 1 2 1 2 bên này là sao? Biết chẵn lẻ hay nhỉ? Con đi Su một đời.
À đúng rồi, thế bố với mẹ một đội đúng không? Không sao, ngồi thế được rồi, bây giờ đội sao? Hai chị em một đội không sao, không sao? Game như nào Mina, báo đi, thông báo đi. Câu hỏi đầu tiên, bánh chưng hình gì và tượng trưng cho cái gì? Một, hai, ba. Hình vuông và tượng trưng cho mặt đất. Oh man. Oh man, hay quá. Phân vân về câu đó, câu sau đó. Ô, thế được à? Đội thắng à? Câu hỏi thứ hai, bánh trời, bánh đất là bánh gì? Con, bánh đất là bánh đất là bánh chưng. Bánh trời là bánh gì? Bánh dày. Con vừa nói đấy. Con nói đúng rồi. Bánh dày, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Luôn bánh trưng bánh dày đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Em với chị hai của ông của Thục Phán đó. Trời ơi, người lớn mà để thua con nít nè. Mình học xong rồi. Vừa học xong á? Sau khi chúc Tết, các em nhỏ sẽ được nhận cái gì? Lì xì. Lì xì. Ủa? Lì xì. Lì xì. Thắng hả? Ừ. Hai đứa lại thắng hả? Yes. I'm sorry for everything. Đây, câu hỏi này khó hơn để cho bố mẹ này. Đây là một nghi lễ phong tục mà khi gặp nhau vào các ngày Tết thường thực hiện và chào hỏi nhau. Ưng Giang không biết. Ưng Giang không biết đúng không? Cái gì? Su ra đây, Su ra đây. Ủa trời ơi, câu hỏi này thì Su làm sao Su trả lời? Mina. Chúc mừng năm mới. Thế đúng rồi. Em người lớn còn nghĩ lung tung, không biết. Mình hay là phức tạp vấn đề lên, mình nghĩ tại sao cô có thể là lại đơn giản. Ngày Tết các thầy đồ thường làm gì? Thiếu ý. Viết chữ. Viết chữ gì? Thiếu ý. Viết chữ nho. Viết chữ nho. Không, bây giờ viết cả viết các loại chữ rồi. Không phải chữ đấy gọi không phải chữ nho, viết cái gì? Cái gì nhỉ? Thư pháp. Khiếp thế này thì làm sao? Đúng rồi, viết chữ. Thầy thì viết chữ. Mình có 7 1 6. Cái gì xanh vỏ đỏ lòng? Hả? Quả gì mà vỏ màu xanh, lòng màu đỏ? Quả dưa hấu. Su giỏi hết nhỉ? Đi Su ơi giỏi. Đi Su giỏi hết nhỉ? Giỏi hết nhỉ? 5 1. Ngồi xuống đi các bạn ơi, tôi thua rồi, tôi không vui. Rồi ok. Em bạn đây. Hoa gì? Ngồi ra đây, ngồi ra đây. Cho mùa xuân. Hoa đào. Ở miền Bắc. Ở đâu đây? Ở miền Bắc cơ mà. Hoa đào. Đúng rồi, chính xác. Lại thắng hả? Cho rồi. Đấy, câu này khó hơn này. Không theo truyền thuyết dân gian, ông Táo về trời bằng máy bay, tàu lượn siêu tốc hay phi thuyền? Du thuyền, nó sao? Con cá. Chính là con cá. Con cá, mẹ biết mà. Thế sao mẹ không trả lời? Đúng rồi. Con cá gì? Bố. Con cá. Cá gì? Cá mè. Cá mè. Mẹ biết là cá chết nhưng mà mẹ chưa kịp trả lời là cá. Yeah. Chỉ cần biết là cá thì okay. Cô nói là cá chứ cô em nói không, là con, cá gì? Con trả lời đúng rồi, bố đang hỏi cho vui để con biết thôi. Bố làm khó con nhưng mà. Người ta dùng bút gì để viết thiệp chúc mừng năm mới? Bút bi, bút lông hay bút chì? Thiệp hả? Bút bi hả? Bút lông thì làm sao đúng mà? Rồi. Bút bi. Mẹ nghĩ là bút bi, Su nói bút bi trước, mẹ nói lông. Bút bi sao? Bút bi hả? Bút bi cũng được. Bước gì cũng được, không ai trả lời đúng. Đúng rồi. Tiếp theo. Ở đâu không có Tết? Vũng Tàu, Đắk Lắk hay Đà Lạt? Không có chỗ nào không. Đúng rồi, Vi Du hay quá. Vi Du hay quá. Mina. Mina. Mình quá.
bạn sự lưu ý, bạn sự khởi đầu nan lại phải giải thích cho các con nó hiểu. Nhưng cái đấy là cái gì? Đúng rồi, tại vì nó không liên quan gì đến Tết. Nó là nhưng mà nó không hiểu nghĩa là nó là gì đó. Thì mẹ đang giải thích cho con là bạn sự khởi đầu nan, tức là mọi thứ bắt đầu đều khó khăn, hiểu không? So unfair. Unfair, đúng rồi. Câu những câu này có những câu trẻ con trả lời được dễ hơn mà. Thế thì gọi phải cho bố gỡ với chứ. Con trả lời nhanh hết rồi. Gỡ rồi. Chúc mừng năm mới trong tiếng Anh gọi là happy birthday, happy ending hay happy go round. Happy new year. Đúng rồi. Câu hỏi. Happy ending. Happy ending chứ. Nhưng mà trong này đâu có em phương án đấy đâu. Không, nói tức là ý là không phải, không phải. Thế là đố mẹo. Ok, đố mẹo. Ngồi yên. Bánh trưng, bánh dày, bánh gai, bánh nào người ta hay ăn trong dịp Tết? Bánh trưng. Ơ, sao con nói trước mẹ vậy? Ờ, đi tháng 12 âm lịch gọi là gì? Tháng là cô Phương vừa dậy xong. Cô Phương dậy con đấy hả? Cô chào với cái đoạn đầu. Tháng riêng, tháng riêng. Đấy, đấy kìa, tháng 1 âm lịch gọi là gì nhỉ? Tháng 1 âm lịch là gì? Cô 1, 2, 3 đi nào. 1, 2, 3. Riêng. Nhưng mà Mina. Mina nói trước rồi. Câu hỏi cuối cùng. Câu này được 10 điểm, câu hỏi cuối cùng này. Là Mina có thể gỡ được. Hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Nam. Đúng rồi. Đúng rồi, Mina trả lời đúng rồi. Là nhanh lắm. Mina sẽ được bốc thăm 2 cái lì xì và bố mẹ sẽ được 1 cái lì xì. Xuống đi, xuống đi. Đâu, bây giờ mang ra, cả 3 đứng. Chị bốc 1 cái, chị bốc 1 cái. Ok, cái màu đen này to nhất này. Thì trong này tiền nhiều nhất này. Ồ, tiền kìa. Nhiều tiền quá. Ơ, sao hai con, sao con giỏi thế nhỉ? Con là bao nhiêu? Mẹ ơi. Ôi, đây một tờ bé nhất luôn. Có một mong muốn từ tận sâu trong trái tim mình, đấy là làm sao để năm sau dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống của con người sẽ quay được trở lại bình thường. Thì mẹ nghĩ đấy là cái mong muốn lớn nhất của mẹ cũng như là của tất cả mọi người ở trên trái đất này. Đúng không? Để các con được đi học này, không phải bị đeo khẩu trang này, để học được thoải mái vui vẻ này, không bị sợ bệnh tật này. Đúng không? Và một năm nữa chỉ có nhiều tiếng cười thôi, lúc nào cũng cười tươi phớ lớ. Bình an chúc mọi người, đúng không? Thế cả nhà mình sẽ nói một câu Happy New Year để chúc mừng năm mới đến cho tất cả mọi người và tất cả đặc biệt là những khán giả mà đã ủng hộ kênh Gia Đình Giang Hồ này, ủng hộ gia đình mình, yêu mến gia đình mình. Một lời chúc nhá. Bây giờ Happy New Year nào. 2, 3. Happy New Year. Bạn sự như ý. Tất cả con lòng. Sức khỏe rồi nào. Không bẩn tí nào được vào đánh trống.